Mình mới nhận một chiếc RX MSI. Nếu như mình mà quay quá trình mình unbox cái gói hàng này chắc mất phải độ 20 phút mọi người ạ. Bạn để trong gói hàng này mọi người nhá. À, trong đây vẫn có đầy đủ sách vở các kiểu của MSI mọi người ạ. Đây, bạn để trong cái gói hàng này. Có cả thư của MSI rồi. Cái này như bóc là dán được cái sao đó, mọi người ạ? Không phải. Bình thường MSI nó hay cho mấy cái logo dán được mọi người ạ. Trong đây chắc là bạn lấy ra rồi. Bạn đấy thì báo với mình là con này lỗi như thế này mọi người ạ. Đây là mình mở cho mọi người xem. Nó bị lỗi như này mọi người nhá. Các giới của bạn lỗi như này. Lỗi này khả năng cao, lỗi kênh C. Mình đoán thế. Rồi, mình sẽ gắn vào bên. Test thử xem lên hình không. Chả cần gắn qua đây nữa. Bạn nên đã test như vậy rồi mà. Bạn ở Hải Phòng thôi, không phải đâu xa cả. Nhưng bạn mọi người nhìn nhá, cái vỏ bạn quá cho mình nè. Bọc mới đầu bên ngoài là một lớp rất dày như này, dày gấp 3 lần này cơ. Đấy, xong lại một lớp chống sốc, xong lại một lớp này, xong lại một lớp chống sốc 3 lần như kiểu có bánh trưng các mọi người ạ. Đến trong cùng này, cái này là cái lớp cuối cùng mình bọc ở cái vỏ này ra đấy. Một khách hàng gói hàng quá cẩn thận, mà ship qua đâu xa đâu. Ship từ Hùng Vương sang chỗ mình chỉ khoảng độ chưa được 10 cây đâu mọi người ạ. Chắc chỉ rơi khoảng độ 6-7 cây thôi là đến chỗ mình rồi. Chắc chỉ khoảng 6-7 cây thôi. Cái đường Hùng Vương cho đến cái chỗ Kiến An nó cũng nhanh mà. Thôi mình cắm vào nhá, test thử xem sao nhá. Này, cái quạt này vẫn còn trơn tru êm lắm. Cái dòng mới đi là mọi người ạ. Cái quạt của bọn Amor này chạy rất là êm. Thôi mình gắn vào xem sao nhá. Mình đang gắn này. Con này mình bảo cảm giác cái bản này nó to hơn cái bản mới đi về sau này mọi người ạ. Mình kích nguồn nhá. Code 153334 gì đấy. Chắc là lên hình thôi mọi người ạ. B2 à. B2 là đang đọc bài ốt đấy. Lên hình này mọi người này. Nó bị lỗi đấy. Nhưng mà vẫn xuất hình ok. Mình sẽ dùng tool để test kiểm tra ra cái RAM lỗi mọi người nhá. Mới có test được không, sợ đen màn rồi mọi người này. Đấy, đang test ra mọi người ạ. Quá trình test ra này mình nghĩ là chắc cũng nhanh thôi. Mới giờ mình test thì nó rơi khoảng độ phút rưỡi hay 2 phút thì thôi mọi người ạ. Chắc chỉ loanh quanh 2 phút đổ lại thôi. Khá nhàm chán. Mọi người lần đầu tiên thấy cái này nhìn có vẻ hay nhưng mình nhìn nhiều quá mình thấy khá là nhàm chán mọi người ạ. File mọi người này. Ok. Mình sẽ xem thử em lỗi VRAM nào mọi người nhá. Ô. Sao lỗi file mà lại không ra kênh VRAM nào lỗi nhỉ? À đây mọi người này. B0, B1, A0, A1. Là lỗi kênh A1 mọi người nhé, có một số 5 này. Và đang lỗi dạng chập chờn. Chính vì vậy nên là test rất là khó ra. Mọi người nhìn nhá, lỗi số 5 này chứ là một lỗi nhỏ đấy. Nhưng mà khi mọi người chơi vào game lặng nó sẽ bị sập, bị nhiễu, bị treo như vừa rồi nhá. Như cái video bạn gửi cho mình nhé. Thôi mình sẽ ghi chú vào đây cái kênh A1 sau mình sẽ thay thế về ra mọi người nhá. Con này chạy mát mẻ đấy. Mình sờ thấy tản nhiệt không nóng. Thôi tạm thời mình sẽ bao video để tiến hành thay thế về dao. Sáng nay mình tiếp tục kiểm tra lại một lần nữa trước tiến hành thay về dao mà nó vẫn lỗi kênh A1 cho mọi người nhé. Rồi mình sẽ tiến hành thay về dao. Đang test mọi người ạ. Gigabyte, phần mềm test của Gigabyte, hãng chuyên dụng Gigabyte, test được cả AMD, AMD và ấy. Mình thay VRAM rồi đấy. Rồi đến D0 này. Như vậy trên này sẽ là D1 đúng rồi. Và vừa nãy mọi người nhìn nha, lỗi A1 nhé. Bây giờ đã hết này. Vừa A1 nó có số 5 ở đây này. Bây giờ đã ok. Mình nhận thay VRAM xong. Mình có thử lúc nó còn lỗi, mình có thử vào Win. Vào Win thì nó vào rất bình thường. Nhưng mà chỉ một lúc thôi mọi người ạ, là bắt đầu nhiễu nhặng lên. Đấy. Đúng rồi, chỉ có một số 5 thôi.
mà nó lỗi nhiều như thế. Thôi mình sẽ gắn vào cây của mình cho xuất hình và test benchmark của nó mọi người nhá. Đóng về RAM đấy mọi người ạ. Mình đã gắn vào main của mình đã lắp ok, nó nhận driver luôn rồi mọi người này. Tại mình cũng đang cài một con RX mà, à, vừa nãy mình vào, vừa nãy mình lắp cạc mình vào luôn, sau đấy là mình test thì là nó nó một lúc này là màn hình nó sẽ nhũ nhiễu nhiễu rác. Nó nhận 580 mọi người này, 580 cũng không chuẩn đâu, mình nhớ nó là 78 GB đúng. Đôi khi BIOS nó đọc ra như thế ấy, mọi người ạ. 580 MSI 8GB với RAM Samsung mọi người nhá. Mình không nhớ mình có BIOS này chưa. Và mình cứ lưu lại. Chưa có đâu mọi người ạ. MSI 570 8GB. Hình như có rồi mọi người ạ. Có rồi. Rồi mình cứ lưu lại đi. Đấy. 580 8GB. À MSI nhá. MSI đi. Đấy 580 8GB RAM và Samsung. Ok mọi người ạ. Test benchmark cho nó. À, mình sẽ mở cái này nhá. Mình sẽ mở cái này nha. Để sang cái màn hình Vega On. Tiếp tục mở cái này. Đặt đây, hiện tại đang 55 độ nhá. Bọn này khá nóng đấy. Biệt độ 8GB này khá nóng. Mình sẽ test ở 8K nhá, để nó ra 6GB RAM. Nếu mình đóng vào RAM không chuẩn nữa, ra cái này nó sẽ bị nhiễu nhiễu màn mọi người ạ. Bắt đầu bây giờ bắt đầu loát này. Tí mình sẽ quay cái này, để tập trung quay cái này. Một là nếu như một là chưa nhận driver đủ thì đoạn này nó sẽ out ra ngoài, và cả lỗi GPU nó cũng out ra ngoài. Mình sẽ quay được kỹ cho mọi người xem cái đoạn này, bởi vì nếu mình đóng sai bây giờ một lúc là màn hình nó sẽ nhiễu. Được 11,4 FPS mọi người ạ. Khoảng tầm 10 đến 11 FPS đến 12 FPS. VGA mang mắc 8GB rồi mọi người này. Ở 8K nó thế đấy. Bình thường mình thiết các chế độ khác mình thấy nó ăn đúng VGA lắm, nhưng mà 8K mình thấy nó loát mắc 8GB luôn. Nó loát mắc như này thì mình khẳng định với mọi người là VGA lỗi nó sẽ hiện ra ngay. Nhiệt cao quá mọi người ạ, nhiệt cao quá. Quạt nó quay không, nhiệt cao quá nhỉ. Có quay mọi người ạ, quay rất nhanh luôn. Nhưng mà khả năng bạn mới đi này nó nóng. Bạn mới đi 580 8GB này. Giờ tí mình xem lại tem xem là 570 580 mọi người ạ. Mình nghĩ nó là 570 ấy. Hình ảnh của 8K thì rất đẹp mọi người ạ. Thật sự hình ảnh của 8K rất là đẹp luôn. Mình ít khi test lại Full HD, mình hay test là Full HD là 1080 medium ấy. Nhưng mà test sang 8K thì hình ảnh nó mịn hơn rất nhiều. Mọi người có thể nhìn thấy ở đây những hình ảnh này. Nó cực mịn luôn. Nhìn nó kiểu nó đẹp ấy. GPU thì lúc nào cũng mát 100%, 89 độ C nãy giờ rồi, fan quay 100% mọi người ạ. Mình vừa để cái chân là mình thử vào như này mọi người ạ, thằng lúc mình sẽ thử, mình không biết fan quay không, mình không ngại, mình cúi gì mình sẽ thử, mình cho cái móng chân của mình nha, kẹt phát đấy. Như vậy mình biết là quả nó đang quay.
Cái hiện tượng lỗi chấm về RAM thì nó có thể là lỗi chấm than ở trên trong driver, nó có lỗi chấm than mà dùng thì nó sẽ bị nhiễu. Đấy, hoặc là con nào nó chết kiểu khó hiểu nó sẽ lỗi chấm than mọi người ạ. Hết 17 phân cảnh nha mọi người ạ. Khá là ok. Như vậy là khả năng cao mình đã có công sửa chữa rồi đấy mọi người ạ. Đây, đã hết phân cảnh. Đèn tối dần. Đấy, tối cái không phát nữa là nó xuống ngay mọi người ạ. Nhưng mà mình sẽ test nó lâu hơn một chút nữa nha mọi người nhá. Bạn ấy ở cũng gần mình thôi, không xa đâu. Test lâu hơn một chút, test khoảng độ thêm một tiếng nữa đi. Sau ấy thì giao lại cho bạn đấy, nhắn cho bạn nên lấy, chắc phải chiều bạn nên lấy rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. À, để mình tháo lại ra cho mọi người xem mà nó là 8. Đây mình quay một chút dưới này nhá. Mình nhớ của bạn ấy là ở 80 thật các bạn ạ, ở chỗ này. Vừa mới bên mát xong nó nóng kinh. Đây 580 thật mọi người nhá. 580 mình cứ nhớ nhầm là 70. Đây, bạn ấy tên là Tuấn ở đường Hùng Vương. Lỗi về RAM. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Nếu mọi người thấy vô ích thì hãy ấn like đăng ký kênh giúp mình để giúp mình có động lực ra thêm nhiều video khác. Và nếu như video này hay thì hãy ấn like để ủng hộ mình nữa. Cần sửa chữa Vega hãy liên hệ với mình qua phần mô tả video. Mình có để Facebook và số điện thoại Zalo của mình ở đấy. Mọi người nhắn tin cho mình như nào cũng được hết. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Chúc mọi người một ngày vui.